Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến quý vị đang theo kênh em nhé. Đây, em lên sóng nhanh cho các bác ba cái dây. Dòng này thì nó thuộc kiểu dây 5.1 đây này. Đấy. Đấy, nhưng tuy nhiên thì bác nào mà không thích kiểu 5.1 này thì có thể tháo cái này ra nhá. Sau đó mình đấu dài ra. Nhất là những bác nào mà quán karaoke em thật luôn lên dùng. Lên dùng nhá. Đấy, lên dùng những dòng dây này. Bởi vì là cái dây này nó là dây của hàng Nhật, thế nên là cái chất liệu, cái đường tín hiệu của nó rất là tốt. Đấy, đây này. Đấy, cái chất liệu người ta đã tính toán rất là kỹ rồi. Và cái dây này nó đường truyền tín hiệu cực kỳ tốt. Tại sao mình lại khuyến các tức là khuyến khích các bác mà làm cà phê dùng? Bởi vì là các bác để những chiếc loa xa những con công suất. Đấy. Với cái kích thước, với cái khoảng cách xa như vậy thì mình nên dùng những cái dây nó tốt một chút. Để làm gì? Để nó dẫn tín hiệu ra cho đảm bảo cho cái nguồn nhạc của mình nó đạt cái tiêu chuẩn của một quán karaoke. Đấy. Chứ còn ba cái dây mà các bác kiểu như nằm dây điện hay mua dây loa ngoài bình thường ấy, thực ra thì các cái dây đấy cũng được, cũng được, nhưng mà để mà đạt nó cái độ chuẩn nhất thì mình nên dùng những cái dây này. Đấy. Bởi vì người Nhật người ta làm cái gì người ta đã tính toán rất là kỹ rồi, chứ không phải đơn giản mà người ta sản xuất cái gì là người ta cứ thích là người ta làm đâu. Người Nhật người ta khác với các cái nước khác, đó có nghĩa là họ làm cái gì họ rất là cầu kỳ và họ chu toàn, tính toán rất là cẩn thận và chi tiết. Đấy. Thế nên là mình cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Các cái dây này thì nó dài, nó là khá là dài đấy. Nó tầm chắc em nghĩ cái này em chưa đo đâu nhưng em chắc nghĩ đoán nó phải khoảng gần chục mét đấy. Một cái này luôn đấy. Nhìn thì các bác nhìn này thôi nhưng mà nó rất là dài. Rất là dài đấy. Nó phải khoảng ít nhất một cái này nó cũng phải rơi khoảng 7 8 mét, thậm chí hơn chục mét đấy. Đấy. Con bé này thì chắc khoảng vài mét thôi, nó khoảng 4 5 mét gì đấy thôi. Đấy. Đây, dây cực kỳ ngon. Đấy, bác nào mà có 5.1 thì quá tiện luôn, cứ việc cắm vào thôi. Còn nếu bác nào mà không thích 5.1 thì có thể dòng dây loa ra nhé, dòng dài ra. Đấy, sau mình kéo về nó dài ra thì nó hợp lý hơn nhá. Đấy thì cái ba cái cặp dây này nhá, thì em báo giá luôn nhá. Giá là 501 nhá. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo luôn cho em nhá. Đấy. Đấy, dây cực kỳ chất luôn. Các cái đầu đấy được bọc thiếc nhá. Đây, cái đầu này. Tráng thiếc đàng hoàng rồi. Không sợ nó kiểu nó xù ra rồi nó chập cháy đâu. Đây, người ta đã bọc thiếc cực kỳ cẩn thận nhá. Đấy. Về các bác cứ việc kết nối và dùng thôi. Này, trên này nó có thông số kỹ thuật của dây cái thứ này. Đấy, thì về các bác xem nhá. Ok, đấy thì bác làm mà chốt thì alo luôn cho em nhá. Đấy. Về đấu như cái dây này sướng lắm, cái đường truyền tín hiệu nó tốt. Nó không bị nhiễu. Ok, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhé.